Chào mừng các bạn đến với bài giảng online môn bào chế và sinh dược học. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái nội dung đại cương của cái sinh kẻ dụng thuốc. Đây là mục tiêu bài học các anh chị tham khảo. Sinh kẻ dụng, người ta định nghĩa là gì? Sinh kẻ dụng của một thuốc là cái thuộc tính mà chỉ mức độ hay tỷ lệ phần trăm của dược chất nguyên vẹn được hấp thu vào và cái tốc độ hấp thu được hấp thu và cái tốc độ hấp thu vào tuần hoàn chung sau khi dùng thuốc. Như vậy với cái định nghĩa này thì nó có những cái hạn chế, đúng không? Đối với như các cái tiền chất, các cái tiền chất hoặc là các cái thuốc tác động tại chỗ hoặc là các cái thuốc dùng ngoài thì chúng ta không đánh giá được cái sinh, chúng ta không xác định được cái sinh kẻ dụng của nó. Do đó người ta đã thay bằng một cái định nghĩa mới đối với sinh khởi dụng, đó là sinh khởi dụng của thuốc là chỉ đặc tính, chỉ tốc độ và mức độ hấp thu của cái thành phần hoạt tính. Đó, thành phần nào có hoạt tính thì nó sẽ, ví dụ như gốc hoạt tính và các cái chất chuyển hóa có hoạt tính được hấp thu vào tuần hoàn chung và sẵn sàng ở nơi tác động. Thì với cái định nghĩa mới này khắc phục được cái hạn chế so với cái định nghĩa cũ dùng cho các trường hợp các cái tiền chớp, đúng không? Các cái thuốc tác động tại chỗ và các cái thuốc dùng ngoài. Rồi, okay. Đối với chỗ này chúng ta nói là gì? Cái chỉ cái mức độ và cái tốc độ hấp thu của cái thành phần có hoạt tính. Như vậy thì cái mức độ và cái tốc độ hấp thu này nó sẽ hiển thị, nó sẽ được biểu diễn, được đặc trưng bởi một cái gọi là cái nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian. Và người ta xác định cái nồng độ thuốc theo huyết tương trong huyết tương theo thời gian thì người ta sẽ vẽ được cái nồng độ, cái đồ thị, thì người ta gọi là đồ thị nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian. Thì ở đây là một cái đồ thị về nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian. Cái đường A này nè, đó là biểu thị cái nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian của cái thuốc tim tĩnh mạch. Đó, khi chúng ta bắt đầu tiêm thì toàn bộ thuốc nó đều gì, nó đều ở trong cái huyết tương hết rồi, và theo thời gian thì cái nồng độ thuốc trong huyết tương nói gì, nó sẽ giảm dần do cái quá trình đào thải thuốc. Còn cái đường biểu diễn này, đường biểu diễn cong cong này thì nó là gì? Đó là đường biểu diễn nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian của một cái dạng thuốc uống, đúng không ạ? Khi chúng ta uống vào, khi chúng ta vừa mới uống vào thì cái nồng độ thuốc gì, nó sẽ được hấp thu và song song nó sẽ gì? Song song quá trình hấp thu và thải trừ thì cái giai đoạn mà cái đường biểu diễn tăng lên thế này, nghĩa là nói gì? Cái giai đoạn hấp thu nó lớn hơn cái thải trừ, cho nên nồng độ thuốc nó tăng lên trong cái nồng độ trong máu, cái nồng độ thuốc trong máu nó sẽ tăng. Còn đến cái nồng, đến cái đỉnh cao, thật đến cái khoảng này thì lúc này cái nồng độ hấp thu nó nhỏ hơn cái tốc độ thải trừ, cho nên này nồng độ thuốc trong huyết tương nói gì, nó sẽ giảm dần. Thì cái nồng độ thuốc ngay tại cái đỉnh này người ta gọi là Cmax, và cái thời gian mà để cái nồng độ, thời gian để đạt được cái nồng độ thuốc tối đa trong huyết tương thì người ta gọi là cái Tmax, đúng không? Thì đối với một thuốc nó sẽ có những cái khoảng thấp nhất, nồng độ thấp nhất có tác dụng trị liệu, đúng không? Rồi nồng độ thấp là MEC này, đúng không? Các cái đường này, đúng không? Và có cái nồng độ thuốc trong cái tương thấp nhất gây độc là MTC này, đúng không? MTC này. Thì như vậy thì khi mà thuốc cái nồng độ nó cao hơn MEC, MEC thì nói gì? Nó sẽ bắt đầu mới có cái tác dụng trị liệu. Đó, thì người ta mong muốn là cái Cmax này nó không vượt quá MTC, đó, nó phải thấp hơn MTC. Và thời gian mà nồng độ thuốc nó bắt đầu lớn hơn MEC và bắt đầu hạ xuống, thời gian mà cái nồng độ thuốc nó cao hơn MEC thì nó là gì? Nó sẽ có tác động. Và cái thời gian đó người ta gọi là thời gian, khoảng thời gian tác động, đúng không?
và cái nồng độ, cái khoảng cách từ cái Cmax đến cái MEC này, nó phải gọi là cường độ tác động đó. Cái này nó càng cao thì cái đoạn này nó càng cao thì cái cường độ tác động nó sẽ càng lớn. Thì đó là các cái đài lượng nó đặc trưng cho cái một cái đồ thị nồng độ thuốc trong cái tương theo thời gian. Này các bạn đọc à. Nãy giờ chúng ta đã giải thích hết rồi, các bạn đọc. Rồi, như vậy thì đây là cách người ta xác định một cái đồ thị nồng độ thuốc trong huyết tương, đúng không ạ? À, khi mới uống vào 1 giờ sau họ lấy mẫu, họ định lượng thì họ chấm một điểm ở đây, đúng không ạ? Và đến cái 2 giờ họ lấy mẫu và định lượng, họ chấm một điểm ở đây. Và 3 giờ họ lấy mẫu và định lượng, họ chấm một điểm ở đây. Và sau khi kết thúc, đến khi nào họ định lượng xong họ thấy về không rồi, nồng độ thuốc trong máu về không, thì họ sẽ nối, vẽ một cái đường biểu diễn nối các cái điểm này, thì nó sẽ ra cái nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian. Đây là, ở đây là nồng độ, đây là thời gian, họ vẽ hai cái trục hoành là thời gian và trục tung là nồng độ. Rồi cái công thức tính tính cái diện tích dưới đường cong AOC. AOC là cái diện tích dưới đường cong. Thì họ chúng ta học toán là cái thời phổ thông rồi, đúng không ạ? Cái diện tích dưới đường cong họ sẽ tính bằng cái tích phân. Thì ở đây chúng ta thôi, chúng ta không có xem xét cái vấn đề này. Đó. Như vậy thì đồ thị máu của ba cái công thức ở đây là đường biểu diễn đồ thị máu của ba cái công thức ABC của cùng một dược chất, cùng một liều và cùng một cái đường dùng ngoại mạch, chẳng hạn đường dùng uống. Thì họ sẽ thấy gì? Công thức A, công thức B, công thức C nó khác nhau như thế này. Như vậy chúng ta thấy gì? Như vậy công thức A thì nó sẽ có gì? Có nguy cơ gây độc, đúng không ạ? Công thức C thì sao? Công thức C thì có gì? Không có tác dụng trị liệu. Và cái công thức B này là công thức chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Nói gì, nó có một cái khoảng trị liệu, nó cũng có một cái khoảng tác động. Như vậy nhìn vào ba cái đồ thị này để chúng ta có một cái hình dung là gì, với những cái thuốc mà nó có ở ngoài thị trường kia này, nó có cùng một dược chất, nó có cùng liều dùng, nó cùng hàm lượng, và nó có cùng là cái đường uống, chẳng hạn là cùng viên nén hết, thì nói gì, chưa chắc cái tác dụng của nó đã giống nhau. Đó. Vì gì? Vì cái chất lượng thuốc, cái chất lượng thuốc chúng ta biết là gì, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đúng không? Trong đó là gì, cái đặc tính của hợp chất, đúng không? À, phụ thuộc vào cái công thức, loại và lượng tá dược, đúng không? À, phụ thuộc vào cái quy trình sản xuất. Như vậy cái hợp chất của các nhà sản xuất khác nhau nó sẽ cho tác dụng khác nhau. Cái công thức mà có tỷ lệ loại và lượng tá dược khác nhau nó sẽ cho cái tác dụng khác nhau, đúng không? Rồi, nếu ba cái thuốc mà có quy trình sản xuất khác nhau thì nó sẽ cho cái hiệu quả khác nhau. Do đó những cái thuốc mà có cùng dược chất, có cùng liều dùng, có cùng dạng bào chế của ba nhà sản xuất khác nhau thì chưa chắc gì, chưa chắc nó có tác dụng giống nhau. Đặc sinh khả dụng của một thuốc thì nói gì? Nó đặc trưng bởi cái chủ yếu là cái AUC là cái diện tích dưới đường cong. Như vậy sinh sản dụng tuyệt đối, người ta tính sinh sản dụng tuyệt đối của một thuốc người ta tính dựa vào bằng cách là gì, là tỷ lệ phần trăm của cái thuốc đó, chẳng hạn như là nó là thuốc, cái thuốc đó là thường là cái thuốc viên chẳng hạn, ở đây chúng ta thuốc viên, so với cái dạng diện tích dưới đường cong của thuốc tiêm cùng một liều sử dụng, cùng một hàm lượng. Ví dụ chúng ta có viên paracetamol 500 viên nén, thì chúng ta gì, chúng ta sau khi xác định AUC của diện tích dưới đường cong của cái viên nén của chúng ta xong, thì chúng ta sẽ lấy cái diện tích dưới đường cong này, chúng ta chia cho diện tích dưới đường cong của một thuốc tiêm paracetamol 500 mg, thuốc tiêm tĩnh mạch paracetamol 500 mg, chúng ta tính theo công thức AOC của viên, đúng không ạ? Chúng ta chia cho AOC của tim tĩnh mạch của cái, thì chúng ta nhân 100%, thì chúng ta sẽ ra gì? Sinh khả dụng
tuyệt đối của cái viên nén paracetamol đem đi thử nghiệm. Xin khả dụng tuyệt đối là chúng ta so sánh với cái AUC của thuốc tim, tĩnh mạch của thuốc tim, tĩnh mạch của gì, của cùng một cái dạng, cùng một cái hợp chất và gì, cùng một cái hàm lượng. Còn ở đây là trường hợp khác hàm lượng, nghĩa là cái thuốc chúng ta đem đi thử nghiệm và cái thuốc tim nó vậy, nó khác cái hàm lượng. Ở đây chữ T, AUC, T là AUC thử đó nha. Và ở đây chúng ta nhân D là liều các anh chị. Chúng ta cũng áp dụng cái công thức này. Đây là liều của cái thuốc tim UV. Đây là DABS là liều của cái thuốc mà chúng ta đem đánh giá cái tương đương sinh học. À, xin lỗi, chúng ta đem đi đánh giá cái sinh khả dụng của nó. À, sinh khả dụng tương đối. Sinh khả dụng tương đối thì chúng ta gì? Chúng ta không có so sánh cái thuốc cần thử đó với cái thuốc tim tĩnh mạch cùng công thức, xin lỗi, cùng hợp chất, cùng cái hàm lượng, cùng hệ khá hàm lượng, mà chúng ta sẽ so sánh cái AUC của cái thuốc đem thử với AUC của một cái thuốc đối chiếu đó, của một cái thuốc đối chiếu. Chẳng hạn như chúng ta muốn đánh giá tương đương sinh học của cái viên nén sifuroxim, thì chúng ta sifuroxim của mình sản xuất đúng không ạ, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sifuroxim của mình, chúng ta đi xác định AUC của nó. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái thuốc chứng của AUC, của thuốc chứng của Smith-Lyon sifuroxim, một cái thuốc chứng mà có chứa một cái thuốc đối chiếu mà có zinc, có chứa cái hàm lượng sifuroxim 500 mg, thuốc gốc đó, cái thuốc gốc. Để chúng ta xác định AUC của nó, sau đó chúng ta sẽ lấy gì? AUC của thuốc thử chia cho AUC của thuốc gốc, và chúng ta nhân cho 100%, thì chúng ta sẽ ra sinh khả dụng tương đối của cái thuốc mình cần đánh giá. Còn ở đây nó cũng tương tự với cái trường hợp sinh khả dụng tuyệt đối, trường hợp khác liều, đúng không? Khác liều thì chúng ta còn nhân thêm cái tỷ lệ liều, liều của cái thuốc đối chiếu, D test là liều của cái thuốc thử, đúng không ạ? Các bạn, bây giờ chúng ta mục đích của xác định cái sinh khả dụng để chúng ta đánh giá cái tương đương sinh học. Bây giờ chúng ta sang các cái khái niệm tương đương. Đầu tiên đó là tương đương dược học. Như vậy tương đương dược học thì nó sẽ gì? Hai cái dược phẩm mà giống nhau về hợp chất, giống nhau về hàm lượng, giống nhau về dạng thuốc là dạng bào chế, giống nhau về đường sử dụng, được đảm bảo các cái tiêu chuẩn chất lượng, được đảm bảo đúng không, và sản xuất theo tuân thủ GMP, thì nó sẽ gọi là gì? Hai cái thuốc này là tương đương dược học, đúng không? Như vậy tương đương dược học thì nó có thể khác nhau ta há dược đâu, có thể khác nhau hình dạng, tuổi thọ, cơ chế phóng thích, dạng, đúng không? Như vậy thì người ta đặt ra câu hỏi là hai cái thuốc mà tương đương dược học thì cái hiệu quả trị liệu có tương đương hay không? Đó, câu hỏi đặt ra như vậy thì chúng ta kết luận là gì? Chưa chắc, đúng không? Hồi nãy chúng ta nhìn ở phía trước rồi, chúng ta slide phía trước cái hình mà ba cái đồ thị máu đó của ba cái thuốc. Ba cái thuốc đó nó gì? Nó cùng hợp chất, nó cùng hàm lượng, nó cùng dạng thuốc, nó cùng đường sử dụng, và nó có ba cái đường biểu diễn nồng độ trong máu khác nhau, đúng không? Do vậy cái hiệu quả trị liệu của những cái thuốc mà tương đương dược học thì chưa chắc bằng nhau, vì cái hiệu quả nó còn phụ thuộc vào cái chất lượng của nguyên liệu, đúng không? Cái công thức, rồi cái quy trình pha chế nữa. Cái khái niệm thứ hai là thay thế dược học. Thay thế dược học thì nó là gì? Hai cái dược phẩm nó phải có gốc hoạt tính giống nhau thôi, đúng không? Nó phải đầu tiên nó phải cái gốc hoạt tính giống nhau mà cái dạng muối khác nhau. Ví dụ một cái viên tetra silin chlorhydrate và một cái viên tetra silin phosphat giống nhau, hai cái viên nén đó thì nó là gì? Nó là thay thế dược học đó. Còn cái dạng thuốc,
cái dạng thuốc khác nhau. Ví dụ viên nén, viên nang có cùng hoạt chất thì chúng ta có thể thay thế dược học được. Rồi cái hàm lượng, ví dụ như hàm lượng 500 và hàm lượng 250, chúng ta cũng có thể thay thế dược học đó ạ. Rồi cái hệ thống phóng thích kéo dài tức thời, nó có thể gì, có thể khác nhau đó ạ, chúng ta thay thế dược học được. Rồi tương đương sinh học, tương đương sinh học khi mà hai chế phẩm mà được gọi là tương đương sinh học, khi mà nó là gì, nó phải đầu tiên nó phải tương đương dược học hoặc thay thế dược học đúng không ạ, và nó có gì, nó phải có gì sinh khả dụng khác nhau không có ý nghĩa. Nghĩa là hai chế phẩm tương đương sinh học, đầu tiên nó là phải là hai cái hợp chất, một là hai cái hợp chất giống nhau, hai là gì, hai cái hợp chất có thể thay thế, đúng không? Thay thế dược học mà có thể thay thế dược học, thay thế dược học nghĩa là nó có cùng gốc hoạt tính, cùng gốc hoạt tính mà nó có thể khác cái gốc muối đúng không? Rồi đó là sinh khả dụng, nghĩa là hai cái sinh khả dụng này nó phải không khác nhau có ý nghĩa thống kê. Ở đây là mở đơn là xác định trong điều kiện tương tự, do đó khi người ta xác định cái sinh khả dụng thì người ta sẽ xác định song song sinh khả dụng của thuốc thử, sinh khả dụng của thuốc chứng, người ta làm song song, chứ không phải là người ta làm gì, người ta làm sinh khả dụng thuốc thử, xin lỗi, thuốc chứng xong đó, họ để đó, họ có con số rồi họ để đó, là họ cứ đi xác định sinh khả dụng của thuốc thử lần một xong họ chia ra không đạt thì họ lại nghiên cứu công thức rồi họ lại xác định sinh khả dụng lần lại không, rồi họ so với cái công thức, cái số liệu của cái chứng lần trước đó, thì không chấp nhận như vậy đúng không? Nghĩa là họ phải làm sinh khả dụng, mỗi lần làm như vậy thì họ phải làm cả thử và chứng song song. Ở đây là ghi là cái mức khác biệt được chấp nhận 20%, thì chúng ta cũng phải lưu ý. Ví dụ như chúng ta có thuốc A và thuốc B nó cùng tương đương sinh học với cái thuốc C, đúng không? Thì chưa chắc cái thuốc A và cái thuốc B nó đã tương đương, đúng không? Cái gì? Vì cái mức khác biệt, cái mức chấp nhận này 20% nó quá lớn. Chẳng hạn như nếu thuốc A nó tương đương với thuốc C, nhưng mà cái mức nó đang ở 81% của thuốc C thôi, mức khác biệt của nó 19%, đúng không ạ? Còn cái thuốc B nó cũng tương đương với thuốc C, nhưng mà cái mức khác biệt của nó đang là 119%, 120% so với cái thuốc trị gốc kia. Thì giữa cái thuốc A và cái thuốc B này, cái mức khác biệt nó lớn quá, cho nên khi mà hai thuốc nó tương đương, nó cùng tương đương sinh học với, nó cùng tương đương sinh học với một cái thuốc, một cái thuốc gốc nào đó, thì hai cái thuốc này chưa chắc là tương đương sinh học đó, chưa chắc là có cái sinh khả dụng nó giống nhau đó. Rồi điều kiện thứ hai là cái mức độ hấp thu, nghĩa là sinh khả dụng thì nó sẽ đại diện cho cái gì, cái AUC đó, cái diện tích dưới đường cong, và cái mức độ hấp thu AUC Cmax không khác nhau về, không khác nhau về ý nghĩa, không có không khác nhau về mặt thống kê, và cái tốc độ hấp thu nữa là không khác nhau đó, về mặt ý nghĩa đó. Như vậy thì đối với một cái thuốc tương đương sinh học thì nó phải có AUC, có Cmax, có Tmax, nói gì khác nhau, hai cái thuốc này nó phải gì, ba cái thông số này nó phải khác nhau không có ý nghĩa. Rồi ý nghĩa của tương đương sinh học, khi người ta xác định tương đương sinh học là để gì, để người ta xác định gọi là tương đương trị liệu đúng không, thì khi mà tương đương trị liệu thì có thể thay thế trị liệu đúng không? Tương đương trị liệu thì có thể thay thế trị liệu, và khi mà không tương đương sinh học thì chúng ta có thể xem xét lâm sàng được hay không. Thì đó là một cái câu hỏi các anh chị suy nghĩ đúng không ạ. Rồi đây là ví dụ về các cái tương đương sinh học và không tương đương sinh học. Cái hình này là tương đương sinh học đó, hai cái đường biểu diễn nồng độ thuốc nó gần như là khác nhau không có ý nghĩa, còn đây là hai cái đường biểu diễn nồng độ thuốc nó khác nhau có ý nghĩa thì nó sẽ không tương đương. Rồi chúng ta sang tương đương trị liệu.
Tương đương trị liệu thì khi hai cái chế phẩm chúng ta chứa cái hợp chất giống nhau cho kết quả trị liệu mà có phản ứng phụ tiềm ẩn như nhau. Thì ở đây khi người ta xét cái tương đương trị liệu, người ta sẽ xét như thế này: thuốc phải được đăng ký lưu hành hiệu quả, đúng không? Nó phải tương đương dược học, đúng không? Rồi nó phải tương đương sinh học, nhãn đúng và đủ, và được phải được sản xuất tuân thủ GMP. Ở đây sản xuất tuân thủ GMP thì nó sẽ đáp ứng cái một cái điều kiện là phản ứng phụ tiềm ẩn như nhau, đúng không? Thì GMP họ sẽ kiểm soát các cái tạp nhiễm, các cái nhầm lẫn, các cái sai sót để ngăn ngừa các cái phản ứng phụ tiềm ẩn. Rồi thay thế trị liệu thì các thuốc mà chứa hợp chất khác nhau thì chỉ để được chỉ định cho mục tiêu trị liệu lâm sàng giống nhau thì nó sẽ gì, nó sẽ thay thế trị liệu, chẳng hạn như các cái thuốc điều trị cao huyết áp đó, chúng ta có thể thay thế cái nhóm ức chế men chuyển với cái nhóm chế nhân chuyển bằng những cái nhóm khác này hả. Thuốc có cái dược chất khác nhau nhưng cùng nhóm dược lý, ví dụ ibuprofen và aspirin. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn những đoạn video tiếp theo.